strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel một của mình nha. Gặp một bạn đã lăn kính tim với lại dòng chảy nè. Bữa giờ mới thấy lại lăn kính ha. Nói chung lăn kính thì cũng gặp nhiều đó. Lăn kính với tim. Thì bữa nay theo nhiều yêu cầu của anh em là đi Aslet với lại địa ngục. Tại vì nó khá là bá, giết quái rất là nhanh anh em à. Thì bữa nay quyết định kết hợp. Với lại lâu rồi em bóng địa ngục này không có được tái xuất trốn giang hồ, cho nên mình sẽ cho em ấy lên sóng lại ha, để cho anh em khỏi quên. Thì nói chung là sau khi một thời gian mà đánh cái con bóng Atlas này thì mình thấy nó rất là ngon nha anh em, chứ không phải dở đâu. Hồi đầu do anh em chưa có phối đúng đội hình thôi, chứ còn con bóng này mình thấy là nó phối được với rất nhiều đội hình. So với những cái bóng trước đây thì cái bóng Atlas này nó phối với rất nhiều đội hình nha, nó phối được rất nhiều đội hình luôn. Tại vì nó là đam, tuy nó là đam phụ thôi nhưng mà nó phối được nhiều đội hình lắm. Thì ở đây gặp một bản đánh khống chế thì mình nghĩ là cũng ok thôi. Tại vì cái con bóng Slot này nó chỉ cần một banh thôi. Mà mình có sao chép thì con nào mà bị anh em giữ chấm thấp thôi là được. Ủa bạn kia tí hẹo non anh em à. Tí thì hẹo non nhưng mà hên mua được bóng ở các cái điểm mấu chốt ha. Thì nói chung là mình chỉ cần giữ sao chép với lại giữ chấm thấp đó. Thì khi mà nó bị dính khống chế là có thể phá rất là dễ. Đó là cái lợi điểm của nó rất là lớn ở cái mặt này. Chưa kể là cái đam phụ của nó thôi, nhưng mà nó giết quái cũng được tới hiệp 7 lận á. Ở đây mình đánh kèo luồng sáng để đánh về late game ha. Thì do là nó đuối quái ở về sau, cho nên là nếu mà có địa ngục nó bút cái skill là có tỷ lệ dứt điểm quái trong một nốt nhạc đó, cho nên là nó sẽ khá là trâu. Thấy nhiều anh em khen dữ lắm. Thì bữa nay sẽ đi thử với địa ngục ha. Thì cái đội hình Slot địa ngục này nó được rất là nhiều thứ. Mình sẽ phân tích cho anh em là những cái mặt lợi điểm của nó ha. Nhược điểm thì sẽ nói sau, nói lợi điểm trước ha. Thì cái đội hình này nó đầu tiên là cái bóng địa ngục thì nó sẽ bút cho những cái bóng tấn công có tỷ lệ dứt điểm quái non nha, quái nhỏ đó. Có tỷ lệ, khúc này bị chém anh em mà. Không sao, hôm nay mình lên được số với lại mình có PP rồi nên đỡ, không để ý con boss chém. Boss chém mà nó chém mất một mớ bóng luôn. Thì đầu tiên là con bóng địa ngục. Bóng địa ngục thì nó sẽ tạo ra một cái tỷ lệ giết quái tùy theo level bóng nha. Giết quái trong vòng một nốt nhạc giống như con boss ninja mà, hoặc là con boss bầu trời đó. Nó sẽ giết quái trong một khoảng thời gian có tỷ lệ giết quái trong vòng một nốt nhạc. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà địa ngục nó thức tỉnh đó, nó bút nó ghép hai cái cặp địa ngục 3 chấm độ lên thì sẽ gây cái hiệu ứng rủi ro cho toàn bộ bóng bên phía đội bạn và giảm sức tấn công của tất cả các bóng xuống 50% luôn đó. Khá là ngon. Và hiệu tất nhiên là cái thời gian duy trì hiệu ứng thì nó tùy vào level bóng càng cao thì thời gian duy trì nó càng lâu thôi. Cái này anh em đọc thì biết, mình nói sơ sơ lại cho anh em mà lâu không chơi hay là không để ý thôi. Đó, lại bóng địa ngục nó có hai cái nha, vừa tấn công mà vừa khống chế luôn nha, vừa bút cho bóng tấn công mà vừa có tác động gây khống chế nữa. Nó cũng là một cái bóng khá là ngon, chỉ là nó chưa có được kết hợp được với cái em nào đẹp đẹp thôi. Chứ hồi xưa nếu mà anh em đi cái dạng meta luồng sáng cũ thì gặp em bóng địa ngục thì khá là nhiều. Bây giờ thì luồng sáng nó mạnh rồi, anh em BK5 nó cũng không xài, cho nên em đấy mới bị khất kho. Thì bây giờ em bóng Slot này ra thì rất có thể là em bóng địa ngục cũng có thể được xài lại nha. Cũng rất ngon trong cái về mặt là dịch quái nhỏ nhanh gọn đó. Thì đấy anh em nhảy thấy nó nổ những cái đam đỏ đó. Những cái đam đỏ là những cái đam gọi là dứt điểm quái đó. Đây con boss lửa thì cũng không vấn đề gì. Tuy là cái con Slot này nó không sốc đam được con boss, nhưng mà nó không bị sợ bị phá đội hình ha. Nó không sợ bị phá đội hình, nó chỉ cần một bóng thôi mà. Với lại có luồng sáng nữa cho nên là nó cũng không sợ. Mấy con bóng bót quấy rối nó không sợ đâu anh em à. Khá là đồng đều. Thì anh em chơi nhiều là sẽ biết là cái điểm mạnh của nó, mình thấy nó khá là ổn nha. Bóng giới hạn mà anh em, chứ đâu phải bóng Sida đâu. Mình nghĩ là nếu mà anh em chơi nhiều con Slot này thì có khả năng lăng kính sẽ bị kết kho đó. Lăng kính có khả năng bị kết kho cao anh em. Thì luồng sáng thì anh em biết rồi, bóng Slot thì bữa giờ mình cũng có chơi một hai ván kết hợp với các đội hình khác rồi. Thì nói chung là cái đội hình này nó được rất là nhiều thứ ha, từ khống chế, giết quái, giết boss về late game, rồi
bút siêu bách tự, nói chung nó được khá là nhiều thứ. Ở đây tí nữa mình sẽ chơi cái hiệu ứng gọi là khống chế hai lớp ha, anh em, giống như bảo mật hai lớp để mình khống chế hai lớp. Khống chế hai lớp là sao? Bút địa ngục giảm sức tấn công nè, bút luồng sáng trước chứ, bút luồng sáng để ra cái siêu bách tử. Sau đó vừa hết luồng sáng cái mình bút thêm địa ngục nữa giảm sức tấn công nữa, hoặc là mình bút chồng hai cái khống chế hai lớp ha. Nhưng mà thực chất thì khi mà bút luồng sáng rồi thì bút địa ngục nó cũng không có ý nghĩa nhiều, tại vì nó bút cái siêu bách tử rồi mà, giảm sức tấn công hay là không giảm sức tấn công thì nó cũng không gây sát thương vào con quái ha. Thì bên kia thì đang bút yêu tinh khá là nhiệt tình, nói chung thì anh em đánh nhiều á không sợ yêu tinh đâu. Hồi đầu thì nghĩ là nó chỉ có một bóng, nhưng mà nó một bóng nó mới khó bút yêu tinh vô đó anh em à, một bóng nó mới bút tỷ lệ nó khó nha. Ở đây thì giữ những cái cặp sao chép đồng chấm thì có thể là phá được những cái con bóng khống chế rất là dễ dàng. Bên kia thì bắt đầu lên được đội hình lăng kính rồi, nhưng mà đánh cái kiểu khống chế thì về late game nó top PB với lại cái đội hình lăng kính nhiều khi nó cũng dễ bị mất liên kết, là nó rất yếu, yếu đi hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình lên được những cái cặp địa ngục 3 rồi nè, tí nữa sẽ chơi thử cho anh em coi ha. Bút vô cái nó gọi là một màu tăm tối bên đội bạn luôn đó. Thì đó, nó khúc này nổ đam sướng anh em, khúc này nhiều địa ngục nó bút vô mấy con luồng sáng rồi mấy con bút vô luồng sáng với lại con bóng SL đó thì nó nổ đam đỏ khá là nhiều luôn, nổ liên tục luôn anh em. Đây khúc này dính thì mình phá đi thôi. Đó, mình mua lại cái là được liền. Nói chung là giữ 1 với 2 chấm thôi anh em, giữ 1 với 2 chấm thôi vì nó mạnh mà. Bên về sau khi mà đó về sau khi mà bên kia nó bút ít thì có thể lên chấm, nhưng mà giai đoạn đầu thì nó cũng không cần lên chấm cao đâu anh em. Ở đây mình có mấy cặp 3 này để tí nữa mình bút thêm cái đây mình bút ha. Đó, nguyên tất cả các bóng gọi là bị hiệu ứng địa ngục luôn anh em, giảm sức tấn công với 50% thì nó sốc đam boss nó cũng không được mạnh nữa. Đó, nó không sốc đam boss được mạnh ha. Bình thường nếu mà không bị giảm sức tấn công thì mình nghĩ là sốc đam một cái một luôn á. Thì nếu mà anh em đánh địa ngục thì có thể là giảm sức tấn công sau đó bút cái siêu bất tử cũng được, lúc đó nó sẽ kịp ha. Chứ còn bình thường nếu mà anh em đánh luồng sáng không thì nếu mà lăng kính nó mạnh quá đó, nhiều khi boss nó ra nếu mà anh em không canh ở cái vị trí bút ở cái thời điểm 0.00 thì nó cũng rất là khó ha. Ở đây có địa ngục nữa thì bút giảm sức tấn công rồi bút thêm luồng sáng là bao kịp, kiểu gì cũng kịp anh em, kiểu gì cũng kịp. Thì ok, nếu anh em coi video clip đây hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có chia sẻ gì với em bóng SL này hay là sao đó thì có để phần comment ha. Mình sẽ thực hiện từ từ. Mà hiện tại mới chỉ có em bóng SL này thôi. Bóng đế hoàng thì phải đi mượn mới có anh em, mà phải có đi mượn mới có để làm. Em bóng đế hoàng thì nó vẻ nó tốn máu hơn cho nên là chưa có sở hữu được. Để cày tới cuối sự kiện xem nó như thế nào. Còn em bóng SL này thì nó tới 90 ngày lận. Anh em làm cố gắng làm nhiệm vụ ha, tại vì em bóng này bóng giới hạn mà. Sau khi mà hết cái sự kiện thì nó sẽ không ra nữa đâu, nó sẽ giống như là xích long với lại bầu trời đó. Thì anh em có thể là nếu mà không có thì cũng rất là uổng, tại vì không, một mặt là nó mạnh, mặt thứ hai là không có sưu tập đủ bóng ha. Chơi cái này chủ yếu là cũng để sưu tập đủ bóng thôi cho nó đẹp anh em à, nó có giá trị đó. Ở đây thì bạn bên kia có vẻ là kẹt khi mà bút nhiều quá mấy con mê hoặc nó lên 5 chấm với lại 6 chấm. Ơ dạ, thì nó đây mình bút cái luồng sáng nè. Bút luồng sáng khổ này có khả năng mất máu á, tại vì mấy cái đường biên chỗ kia nghe nó có vẻ yếu ớt quá. Ở đây mình bút thêm cái mất máu không? Giết được boss nhưng mà mất một máu bởi con tia chớp ha, con tia chớp nó chạy nhanh quá. Cho nên là mất một giọt máu. Ok, thì nói chung thì đánh tới cái giai đoạn này là thấy không sợ rồi đó anh em à. Đánh tới cái giai đoạn này PP vừa nhiều, bóng vừa nhiều thì không còn sợ mê hoặc nữa nha. À quên, nãy giờ mình chưa có nói cái điểm yếu của cái đội hình này. Thì nói chung là cái điểm yếu nó cũng chỉ là sợ dòng chảy với lại luồng sáng anh em à. Dòng chảy với luồng sáng đó, tức là chơi dòng chảy nhưng mà đẩy thêm cặp luồng sáng thì cũng sợ phết đó nha. Luồng sáng mạnh á, thì chỉ cần 3 cặp thôi là nghe nó có vẻ là nó đẩy từ nhà tới trường rồi, nó không có cái con nào làm chậm hết. Chỉ có đánh tường băng hoặc là đánh dòng chảy thì nó có kỹ năng đẩy lùi quái hoặc là
ngăn chặn á, chứ còn đánh mà kiểu như thế này thì sợ cái vụ mà dòng chảy luồng sáng, hay nói chung đội hình nào thì nó cũng có cái điểm yếu riêng, đội hình nào nó cũng có cái điểm yếu thôi anh em, mà không có cái đội hình nào gọi là perfect đâu nha anh em. Anh em không có cái đội hình nào, chỉ có đội hình là khó, tỷ lệ thắng nó cao hoặc là tỷ lệ thắng nó thấp thôi, chứ không có đội hình nào gọi là hoàn hảo nha. Ngay cả những cái anh bạn mà pháp sư Trung Hoa nó cũng phải thua, mà gặp cái đội hình mà bị counter thì cũng thua thôi anh em. Mà khúc này chắc kết thúc video clip tại đây thôi. Nếu anh em thấy hay thì quên like, subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em ở các video clip tiếp theo. Bye bye.